Còn đối câu hỏi office sinh xin kính chào toàn thể anh chị em đam mê mua cá. Thì tiếp nối cái video hôm qua em lên lô cần máy đứng rồi anh em nhé. Hôm nay em sẽ lên cho anh em xem một lô cần máy ngang. Thì anh em có thể liên hệ mua hàng ở số điện thoại 0945629582 hoặc comment mã số trực tiếp ở bên dưới phần bình luận, em sẽ liên hệ với anh em. Anh em có thể xem hàng trực tiếp ở địa chỉ thị trấn Cồn, Hải Hậu, Nam Định. Đó. Thì em sẽ lên mã số cân nặng. Anh em thích cây nào thì có thể alo trực tiếp cho em nhé. Và kết bạn Zalo, gửi địa chỉ cho em. Thế là cây đầu tiên là một cây cần quá đai hoa. Thì cây này nó cũng có xước và cũng có xước nha anh em nhé. Này, có xước này. Đó, xước này. Cái phần này thì nó chỉ bị bẩn thôi anh em nhé. Đánh đi cái nào hết sạch này. Đó, bẩn. Đánh đi cái này có đạt hình hình tầm khoảng 70%. Thì cái này có chiều dài là 6 feet 6 inch, là 1m98, action là MN, medium line, nua từ 1/16 đến 5/8 MOZ. 5/8 nó được 14g anh em nhé. Nâng mắc 14 pound, make in Taiwan RC, Daiwa Pro Cutter trừ Z, Bass Spezia, chuyên để đánh cá vược. Đấy, quen của nó là quen Fuji 6, full Fuji 6 nha anh em nhé. Full Fuji 6 thì cây này thì lau chùi đi thì chắc chắn nó sẽ được tầm khoảng 90%. Này, đây có một cái xước nữa này. Đó, tổng thể ngoại hình của nó thì cái này thì nó bẩn rồi, chùi đi là sạch. Trọng lượng của cây này là 130g. Cái này có mã số 1, giá của cái này là 800.000. Tiếp theo là một cái cần máy ngang của hãng King. Ôi King, quen Fuji, pass hãng. Thì cái này có chiều dài là 1m8, 6 feet. Độ cứng ML, nua từ 2 đến 18 gram. Thì anh em có thể đánh cái này chơi UN cũng được. Made in Korea, nên mắc được 12 pound. Quen Fuji, ngoại hình tổng thể của cây này, chỗ này nó bị bẩn nhá anh em nhá. Bẩn. Nó từ nhà em nó nhiều cần quá nên là em không lau chùi được. Quen Fuji. Quen Fuji. Dạng như kiểu là Fuji 6 ấy. King Cat 60MN. Vứt ở ngoài đây em, vứt ở ngoài đấy. Đó. Cây này có trọng lượng là 100g. Mã số 2 giá 550.000. Những cây MN này thì anh em có thể đánh để anh nóc được nhá. Cái cần tiếp theo cũng là một cây King Cat như thế, cũng y xì như thế luôn, thông số y xì như nhau, cũng chiều dài là 1m8, 2 khúc, quen Fuji, dạng như ở Fuji 6 ấy. Đó. Cũng máy ngang, trọng lượng của cây này cũng là 120g, cũng là 120g, giá cũng thế nha anh em nhé, 550.000. Alo, mã số 3. Rồi. Chị ơi, để tí nữa điện lại đi, em đang bận chút chị ạ. Alo, vâng. Là tầm khoảng nửa tiếng nữa đi, em đang làm. Vâng. Dạ vâng, xem, cảm ơn chị. Vâng. Đó, thì cây này có mã số 3 nha anh em nhé. 3 550.000. Ở trong ví em còn tiền anh ạ. Tiếp theo là một cây cần của hãng Ryobi, dài 1m8, cứng M, dành để cho anh em đánh nóc. Đấy, quên cây này là quen Fuji nha anh em nhá, quen Fuji. Medium M này. Dài 1m8, nâng nua mắc được 21g, nâng mắc được 20 mm. Ryobi, made in Korea.
phát của do hãng sản xuất luôn. Cái phần chuôi này của nó còn nguyên bọc túi bóng nha anh em nhá, bọc túi bóng nguyên. Ở đây là bẩn này, những cái phần này là bẩn này, lau đi là sạch, rất là sạch này. Thì cây này có tầm 90%, ở trong ví của em ấy 90%. Có anh ạ. Cây này có trọng lượng là 110g. Cho em một tí. Mã số 4 giá là 500.000. Ông ra thì thiếu gì chạy khỏi đấy, đấy nếu bao nhiêu nhiều thì em đưa cho. Tiếp theo là một cái cần máy ngang carbon ran dài 5m 5 feet 6 inch, là 1m7, made in Korea, nua mắc được 10g, cần của hãng Alpha Taco anh em nhé, cần của hãng Alpha Taco. Thì cái này có dập dàn quen Fuji, máy ngang, cán súng, pad Fuji luôn, Fuji Japan. Đó. Giờ cái này có trọng lượng là 150g anh em nhé. 150g. Mã số 5 giá 450.000. Tiếp theo là một cây cần của hãng Suzumi Blackcat. Đấy, cây này thì nó không có thông số tải mồi nha em nhá. Khoen của nó là khoen lòng titan nhá. Ano là Ano Fuji 6. Đó, Suzumi Blackcat thì nó tương đương với cả cứng N nha anh em. N này có tem vàng. Đấy, cán mút này. Đấy, cán này. Trọng lượng của cây này là 80g, phù hợp với cả anh em đánh UN nhá, đánh UN, đánh N, đánh vượt. Cây này có mã số 6. 06 giá 400.000. Tiếp theo là một cây cần cũng ở Suzumi nhé anh em nhé, Suzumi Made in China này, Black Hole. Nó cũng không có thông số tải mồi đây, tải mồi chiều dài là 1m8, tải mồi từ 7-18g, nân từ 6-14NB, Action là MN, Medium Light. Đó, cán mút. Tổng thể cái này có ngoại hình có tầm khoảng 90%, trọng lượng của cây này là 100g. Thì cây này có mã số 07, giá 450.000. Tiếp theo là một cây cần hãng nào đây, một cây cần dài 2m4. Đó, một cây cần dài 2m4, không có thông số độ cứng về chiều và thông số lua nhá. Cất cho ngay cho bác nhanh. Bác do hãng sản xuất, cán mút. Trọng lượng của cây này là 210g. Thì cây này ấy, nó phù hợp với cả anh em đánh vượt nhá, nua vượt. Nó tải mồi mắt tầm khoảng 21g, thông số khoảng MN. Đó, thông số của MN. Tổng thể ngoại hình còn được tầm khoảng 90%. Giá của cây này là mã số 8, giá là 600.000. Sau cây này là cây cuối cùng. Đó, cây cuối cùng. Quen xích nha anh em nhá, cần của hãng Promari. Dài 3m, cứng MN. Cần này chuyên dành đánh cá vược. Nua từ 7 đến 35g, Action MN. Nân từ 8 đến 16 pound. Phát do hãng sản xuất, quen xích do hãng sản xuất, Ano xích luôn. Đó, Ano xích luôn. Thì cây này thì nó cũng đạt được mới tầm khoảng 80-85% nha anh em nhá. Có xước cán phần phía bên dưới này, nó còn bọc nguyên túi bóng này. Đấy, bọc nguyên túi bóng. Trọng lượng của cây này là 210g. Mã số 9. Mã số 9 giá 650.000.
Rồi hết video này thì anh em như mua hàng ở hai số điện thoại không ở số điện thoại 0945 6292 nhá, anh em nhớ đăng ký kênh để em làm những video mới nhất. Mình chào anh em.